Đây, to nhỏ trên này, mình kết hợp cả to nhỏ và volume của đẩy một âm ly. Thật ra pre thì nó giá trị hơn lọc nhạc rất nhiều anh em ạ. Bởi vì cái tính năng của nó là nó hơn hẳn lọc nhạc, đó là có lau lớt để có volume. Nhưng ở đây cửa hàng cũng chỉ báo giá cho anh em giá bằng một mẫu lọc nhạc thôi, 5 triệu giá tại cửa hàng. Được vào tín hiệu anh em nhé, từ đường phono, đường CD, AUX tuner đầy đủ, có lau lớt. Bao zin tuyệt đối cho anh em. Đây chỉnh tần số này, lên xuống. Cái này là vặn anh em nhá. Cái nút này là vặn lên xuống tần số. Còn cái này là, có nghĩa cái này núm này là chỉnh tần số từ bên trái sang bên phải. Còn cái này là vặn lên vặn xuống của tần số đó, lên hoặc xuống. Đây cửa sẽ chỉnh anh em. Bát này, đó, xuống bát, lên bát này, muốn chỉnh vào trong thì xoay vào trong, 15k là chép lên này, cho xuống này, đấy, cho xuống này, lên này, cho về giữa này. Xuống ở 400 hoặc lên này, 1k này, lên này, rất đặc biệt luôn. Chất âm thì nói luôn anh em là bao phê luôn, bao hay luôn. Riêng mẫu lọc này anh em mua không ưng cho trả lại, bởi vì cửa hàng quá tự tin về chất âm của em nó, quá tự tin về chất âm anh em nhé. Bởi vì hãng Kenwood nó đặc biệt lắm, nó không nổi tiếng bằng Pioneer, nhưng mà giải bát giải chép của nó đánh tuyệt vời. Thế loa này, đó, giữa này, thế phải này. Bao hay, bao zin, bao đẹp cho anh em. Lọc Kenwood, Minh Audio Đông Hà Nội.